Xin chào các bạn đến với chương trình Ngôi sao đường phố với giải Hip Hop One Love thật sôi động và hấp dẫn dành cho các bạn trẻ. Ở những chương trình trước thì chúng ta đã được chứng kiến các trận đấu ở thể loại nhảy House. Còn trong chương trình tuần này, hãy cùng chúng tôi đến với những trận đấu ở vòng loại ở thể loại nhảy Walking với những động tác thật mềm mại nhưng không kém phần hấp dẫn. Đến thời điểm hiện tại có rất nhiêu giải đấu hip hop mà các dancer Việt Nam đã thi đấu thành công. Còn đây là sự xuất hiện của nữ dancer đến từ nước ngoài duy nhất trong giải đấu One Up, Ayumi, dancer đến từ Malaysia. Trên thế giới, Ayumi được đánh giá rất cao ở thể loại walking. Đây là một dancer có tầm cỡ thế giới. Như vậy là vòng loại đã trôi qua thật nhanh phải không ạ? Những màn showcase của các dancer đã hầm nóng nhà thi đấu Kim Mã. 8 gương mặt xuất sắc đã có mặt tại vòng đấu loại trực tiếp. Hãy cùng chúng tôi tiếp tục đồng hành với những diễn biến tại giải đấu này trong những phần tiếp theo của chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.